Tình tiết video Tiểu Phấn Hồng Trung Quốc phát tiết bắt nạt nghệ sĩ Anh. Ở kỳ trước, Tinh Hoa TV đã từng nhắc đến việc nghệ sĩ Dương Cầm Brandon Kavanagh khi đang chơi piano trong nhà ga, thì một nhóm du khách Trung Quốc đã tiếp cận ông và yêu cầu ông đừng quay phim họ. Brandon vô cùng ngạc nhiên khi nghe điều này và ông đã từ chối, vì ông đang ở Anh Quốc, một đất nước tự do. Tại sao lại phải nghe lời của họ? Nhận thấy Brandon không làm theo ý mình, nhóm người Trung Quốc kia bắt đầu làm ầm ĩ lên. Tình huống cụ thể như thế nào? Tinh Hoa TV xin trích lại toàn bộ sự việc khi đó. Mời mọi người cùng xem. Ồ xem, người Trung Quốc kìa. Ồ, chúng ta có người Trung Quốc ở đây này. Cả truyền hình Trung Quốc nữa. Vâng, ông có nghĩ tất cả chúng tôi đều ở trong camera không? Tôi không biết chúng ta có. Không, không được phép. Tại sao không được phép? Tại sao không được? Ông không được phép vì chúng tôi làm việc cho truyền hình Trung Quốc. Chúng tôi có thỏa thuận riêng rằng chúng tôi không thể lộ diện trực tuyến. Thế à? Vâng, mong ông thông cảm nhé. Vậy ai mới được phép ghi âm các bạn? Chỉ cần đảm bảo rằng ông không ghi âm chúng tôi. Bởi vì nếu ông ghi âm chúng tôi, khi chúng tôi đang nói điều này, ông vẫn đang ghi âm, vậy thì chúng tôi sẽ khởi kiện. Thế ư? Vâng, chúng tôi sẽ thực hiện hành động pháp lý đối với điều này. Tôi xin lỗi, cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc. Đây là quyền của chúng tôi mà chúng tôi đang bảo vệ, chỉ vậy thôi. Nhưng có gì sai sai, tôi không hiểu. Các bạn đến từ Trung Quốc ư? Hình ảnh của chúng tôi. Hình ảnh sao? Vâng, chúng tôi không chia sẻ hình ảnh của mình. Nhưng chúng ta đang ở nơi công cộng mà. Đúng vậy, nhưng không, không được quay chúng tôi. Vâng, không quay chúng tôi, chỉ quay ông thôi, không quay chúng tôi là được. Ồ, ở Trung Quốc thì không được, nhưng chúng ta không ở Trung Quốc. Không, tôi có, tôi không muốn. Chúng ta đang ở Anh, Vương quốc Anh. Không phải Trung Quốc. Tôi cũng là người Anh, tôi cũng là người Anh. Được rồi, tôi cũng là người Anh. Cô đang cầm cờ Trung Quốc à? Cho tôi xem chúng được không? Sao ông lại chạm vào cô ấy? Đừng có chạm vào cô ấy. Đừng chạm cô ấy. Làm ơn đừng có chạm cô ấy. Ông không cùng thế hệ, nên đừng có chạm vào cô ấy. Đừng chạm cô ấy, làm ơn đừng chạm cô ấy. Đừng chạm cô ấy. Đừng chạm cô ấy. Vui lòng đừng chụp hình. Vui lòng đừng chạm cô ấy. Đừng chạm cô ấy. Đừng chạm cô ấy. Thế này nhé, chúng tôi yêu nghệ thuật, yêu âm nhạc của ông. Nhưng chúng tôi đang cố gắng để. Bởi vì ông đang chạm vào bạn tôi. Cô ấy có cho ông chạm chưa? Tôi chạm lá cờ mà, tôi chỉ chạm lá cờ thôi. Tôi không quan tâm, tay ông đang đưa về phía cô ấy. Anh đang trở nên nóng nảy rồi anh bạn. Tôi nghĩ chúng ta dừng lại được rồi. Không thể chạm vào cô ấy, đừng có chạm vào cô ấy. Làm ơn đừng chạm vào cô ấy. Ông hãy nói lời xin lỗi với cô ấy đi. Chà, tôi muốn anh nói đó. Hãy nói lời xin lỗi với cô ấy. Không, đây không phải là Trung Quốc, anh bạn. Tôi không nói về chủng tộc. Đây không phải là vấn đề phân biệt chủng tộc. Đừng có nói là chúng ta không ở Trung Quốc. Rõ ràng ông đang cố tình chạm vào cô ấy mà chưa có sự cho phép của cổ. Tôi không muốn chạm vào cô ấy chút nào. Tốt đấy, tránh xa ra, đừng chạm vào cô ấy. Đừng chạm cô ấy. Anh bạn, anh đi đi. Chúng ta đang ở một đất nước tự do, dân chủ. Đừng chạm vào cô ấy. Đừng chạm vào cô ấy. Ông đang bắt chước tôi à? Ông đang bắt chước tôi đúng không? Là anh đang bắt chước tôi, anh bắt chước tôi mà. Ồ, cảnh sát đến rồi. Chúng tôi đã gặp những người của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ yêu cầu chúng tôi không được quay phim. Cơ bản mọi chuyện là như vậy. Họ đến chỗ của Jim, nói rằng không được phép quay phim họ. Nhưng chúng ta đang ở công cộng mà. Chỉ chơi piano ở công cộng mà họ nói là không được phép quay phim. Họ còn vẫy cờ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lý do tôi yêu cầu anh đừng làm khó tôi là vì tôi biết anh đang đăng nội dung này lên YouTube của mình. Không quan trọng, chúng ta đang ở một đất nước tự do. Xin lỗi bà, chúng ta đang ở một nền dân chủ, không phải ở Trung Quốc. Và đó không phải sự phân biệt chủng tộc, đó là sự thật. Đó chính xác là những gì chúng ta nói. Nhưng anh không thể nói những điều như vậy, không thể nói những điều như thế, rằng chúng ta đang ở một đất nước tự do. Không, chúng ta không phải ở Trung Quốc, đâu phải người Trung Quốc. À, họ đã đến. Nghe này, Kerry. Tôi đã đến Trung Quốc và nếu người Trung Quốc đang chơi piano, rồi tôi nói với họ rằng họ không thể làm những gì, cô nghĩ điều đó có đúng không? Tôi nghĩ nhóm người Trung Quốc đã đi rồi. Tôi nghĩ chúng ta đã thắng. Tôi nghĩ chúng ta đã thắng cuộc chiến. Người Trung Quốc đã rút lui. Về cơ bản chúng ta đã thắng. Vậy đó, tự do ngôn luận chiếm ưu thế. Cảnh sát đã đi rồi. Người Trung Quốc cũng đi rồi. Tự do ngôn luận chiến thắng. Chà, đúng là kịch tính phải không? Ôi chúa ơi!